Top 10 loại vải mà các chiến kê C1 hay sở hữu. 1. Hàng trơn. Hàng trơn là chân có hai hàng vải trơn chu, không có vải gì nữa. Đây là loại gà hay có lắm tài. 2. Vải trường thành. Vải trường thành là vải ngoài lấn vào vải trong càng nhiều thì rất tốt. Gọi là trường thành. 3. Vải đại giáp. Vải đại giáp là vải trên hàng nội. Ba vải dính vào nhau tạo nên một vải to gọi là đại giáp. Vảy này đóng gần cựa là tốt nhất, gà có nhiều thế đá, đòn độc, nếu đại giáp mở miệng ngậm một vảy bé thì gọi là đại giáp ngậm ngọc, có tài ra đòn nhanh, dùng cựa như tên bắn. 4. Vảy huyền châm Vảy huyền châm là một vảy nhỏ nằm chính giữa hai hàng thành và quách, nếu vảy này ở ngang cựa thì rất tốt, gà có vảy này vô cùng lanh lẹ, gà có tài. 5. Vảy án thiên Vảy án thiên là vảy lớn đóng sát đầu gối, trên nó không còn vảy nào gà nào có vảy án thiên thì dai sức, rất nhanh lẹ, né tránh tài tình, khó có cựa nào đâm chúng nó, nào đâm chúng nó. Trái lại nó ra đòn cự mạnh và nhanh nên gà đối thủ khó lòng chịu được. 6. Vảy phủ địa Vảy phủ địa là vảy có hình giống như án thiên nhưng đóng nhưng đóng dưới cựa, sát đầu bốn ngón chân. Đây là vảy của gà hay, giống như án thiên vậy. 7. Vảy tam tài phủ địa Vảy tam tài phủ địa là ở sát chậu có ba vảy vẫn dính liền nhau, gà có vảy này đứng khuya, gan dạ, da đòn rất hiểm, vảy này hay hơn vảy phủ địa. 8. Ba hàng vảy Gà ba hàng vảy được hiểu nôm na là, trên cùng chân gà có ba hàng vảy nằm trên phần cán và song song với nhau. Các vảy này đều có kích thích to bằng nhau. Loại vảy này thì rất dễ nhận biết bởi hàng vảy thường ở mặt trước của đôi chân. Vậy gà ba hàng vảy có mấy loại? Phân biệt các loại với nhau như thế nào? Các loại gà trọi chân ba hàng vảy. Hiện nay, loại gà trọi ba hàng vảy được chia thành hai loại khác nhau. Được phân biệt bởi cấu tạo từ điểm gốc của vải. Loại 1, gà có vải thới chạy lên đến cựa này thường có vải thới chạy lên đến cựa và được chốt lại bằng một vải lớn của hàng thành. Nếu những vải thới mà chạy thẳng lên gối thì được gọi là thới hoa đăng. Còn nếu gà ba hàng vải nhưng vậy ở hàng thới nhỏ hơn hàng thành và hàng quách, thì loại gà này rất hiếm được xếp vào hàng linh kê hiếm có, khó tìm. Loại 2, hàng vải của ngón nội chạy thẳng lên gối. Đặc điểm có hàng vải của ngón nội chạy thẳng lên đến gối được gọi là nội hoa đăng kết hợp với hai hàng vảy ở hàng quách và hàng thành tạo thành ba hàng vảy có độ lớn gần bằng nhau. đối với loại này được xếp vào hàng thần kê văn võ song toàn ai cũng muốn có được. ngoài hai loại trên thì một số chiến kê dị biệt lại thuộc vào nhóm gà ba hàng vảy lỡ. thì loại vảy này vẫn được đánh giá là loại vảy gà quý không khác gì với gà chân ba hàng vảy thông thường. đặc điểm của loại gà ba hàng vảy lỡ là hàng vảy sẽ đóng từ gối xuống. có thể nói loại gà ba hàng vảy cực kỳ khó gặp. nếu không có con mắt tinh tường của những người giàu kinh nghiệm thì khó lòng mà thấy được nhưng loại gà này có tài gì không, hay cách ra đòn khôn khí không, hay chỉ có phần vảy độc lạ mắt khiến cho người ta thấy thích thú? Muốn biết câu trả lời thì xem qua phần nhận định ngay dưới đây. Gà ba hàng vảy tốt hay xấu? Nói không ngoa chứ giống gà ba hàng vảy hay gà trọi ba hàng vảy lỡ được đánh giá là những con gà văn võ song toàn, cực kỳ quý hiếm. Loại gà này có sức bền tốt, chiến hăng cùng cách ra đòn khôn khéo, nhanh nhẹn. Đặc biệt gà ba hàng vảy có biệt tài dùng cựa, tùy cơ ứng biến cùng khả năng ăn cựa cực nhạy và cực chính xác nhờ vào tài sở trường cùng cách ra đòn thông minh mà trên sàn đấu dù có gặp đối thủ cao hơn thì cũng khó mà phân thắng bại bởi chỉ cần một chút sơ hở thì có thể bị thua cuộc bất cứ lúc nào mà nếu có thắng thì cũng bị te tua chấn thương khắp mình mẩy đặc biệt nếu gà mà có thêm vải dặm ngoại hai chân ở ngón chúa thì được coi là điểm tốt cho nên gà ba hàng vải đã tốt thì nay lại càng tốt hơn khiến cho dòng gà này lại càng được săn lùng giáo giết hơn bao giờ hết nhưng nếu gà có vải dặm ở ngón ngoại tiền chơi nhưng nó rất hiếm gặp ở giống gà ba hàng vảy huyền thoại. 9. Vảy khai vương Vảy khai vương là vảy của bốn vảy dính nhau, có hình chữ vương, đóng càng sát chậu thì gà lại càng hay, ra đòn đầy sức mạnh, đá đâu thắng đó. 10. Bạch đầu chỉ Các móng đều màu đen, chỉ có móng giữa là màu trắng, hai chân giống nhau thì thật tốt.